số cái phép tài kia thật phúc để chúng tôi từ cuối trời tầm hiểu gì cho khách. Kính thưa quý vị, trong lúc thi đi văn hồn tại đây, tôi phép tôi mời ông Trần Khai Thắng sẽ ra diện hai gia đình gửi quý vị đến phát biểu và chia sẻ. Xin được gặp người ông.